Sao cô lại tát tôi? Thứ đàn bà mất nết. À, hôm nay ăn gan hùm mà dám cãi lại bà à? Tránh ra. Mày là thằng nào? À. Những người đến đây đều để thực hiện những nguyện vọng cá nhân của mình. Cô muốn điều gì? Chuyện là thế này ạ. Anh à! Cái loại đàn bà vô dụng, cô ngủ trong chợ hay sao mà đi một tiếng đồng hồ chưa xong? Tại vì hôm nay nhà có việc, em ấy phải mua nhiều đồ nên là... Thôi, cô im mồm đi. Cô bắt tôi chờ như thế thì công việc của tôi ai lo hả? Đã dành thời gian đưa đi rồi mà không biết điều. Cô tự bác xác về nhà đi. Anh! Anh ơi! Anh khiêng giúp em cái này với. Lưng em đau quá. Không biết tôi đang bận đấy à? Nhưng mà làm. Tôi muốn anh ta phải thấu hiểu được sự mệt nhọc của tôi. Được. Bốc một lá bài, điều ước của cô sẽ thành hiện thực. Anh! Cô ngủ trong chợ hay sao mà mãi một tiếng đồng hồ chưa xong? Sao cô lại tát tôi? Thứ đàn bà mất nết. À, hôm nay ăn gan hùm mà dám cãi lại bà à? Đứng lên! Cầm lấy! Tự bác xong rồi về. À, 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 à. Làm sao thế này? Tại sao mình trở nên yếu đuối thế này? À, dạ. Alo ạ. Tối nay tôi đi uống rượu, không về nhà đâu. Ở nhà liệu mà lo việc nhà đi đấy. Ơ à. là phụ nữ lại khổ như vậy. Tránh ra cho bố mới nào. Sao uống kiểu gì lại say khướt thế này? Nào, dậy đi. Mày là thằng nào? À. Trời ơi! Mình đúng là một kẻ tồi tệ mà. Vậy bây giờ nếu cho anh một cơ hội quay trở lại từ đầu, anh sẽ làm gì? Ai? Anh là ai? Anh không cần biết tôi là ai, chỉ cần anh trả lời câu hỏi của tôi thôi. Tôi sẽ thay đổi. Tôi sẽ chăm sóc vợ của tôi. Tôi sẽ không làm khổ cô ấy nữa. Nguyện ước của anh sẽ trở thành hiện thực thôi. Anh mới xinh quá. Anh lạ thế. Thôi, anh vào thay đồ rồi ra ăn sáng còn đi làm. Ừ, anh biết rồi. Em đừng làm nữa. Nhưng mà... Không những nghĩ gì hết. Em cứ để đấy, rồi anh làm cho. Em nghỉ ngơi đi. Anh xin lỗi. Suốt thời gian qua, anh chỉ nghĩ cho bản thân mình mà làm khổ em rồi. À, anh có mua cho em bộ sản phẩm của tập đoàn Kohino, bao gồm viên uống ăn ngủ ngon GABA, có tác dụng hỗ trợ an thần, giảm lo âu mệt mỏi. Uống vào sẽ ngủ ngon, ngủ sâu giấc. Còn đây là viên xương khớp Goshamin. Đây là quà anh mua để xin lỗi em đấy. Em tha lỗi cho anh nhá. Để anh đi lấy nước cho em uống luôn nhá. Vâng ạ. Nước của em đây. Để anh cắt cho. Cảm ơn anh. Không có gì. Em đáng được hưởng hạnh phúc mà. Có vẻ như bây giờ cô đã hạnh phúc hơn rồi đúng không? Cảm ơn thầy đã giúp con thực hiện nguyện vọng. Bây giờ con thấy rất hạnh phúc ạ. Tôi thấy không những cô hạnh phúc mà sức khỏe của cô càng ngày càng tốt đấy. Tất cả đều là nhờ thầy đã giúp con thực hiện nguyện vọng, cũng như là sự hỗ trợ của viên uống ngủ ngon GABA và viên uống xương khớp vossamin của tập đoàn Kohino đấy ạ. Thôi được rồi, cô về đi. Chúc cô cứ mãi như thế này nhá. Dạ, con cảm ơn thầy. Con xin phép ạ. điều kỳ diệu mang